hơn 30 nước và Mỹ giải phóng kho dự trữ dầu quốc gia. Huawei sớm giành lợi thế phát triển tại Nga. Nga đăng ký vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới. Thưa quý vị, nhằm nỗ lực bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu do hệ lụy từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hơn 30 nước đã nhóm họp trong một hội nghị đặc biệt và nhất trí xuất kho thêm hàng chục triệu thùng dầu cho thị trường. Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận hơn 30 nước gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đều đã triển khai biện pháp giải phóng các kho dự trữ dầu chiến lược để góp phần bình ổn thị trường. Trước đó, Tổng thống Biden cam kết cung cấp 1 triệu thùng dầu một ngày trong vòng 6 tháng. Mức giải phóng kho dầu dự trữ này tương đương với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong khoảng 2 ngày và đánh dấu lần thứ 3 Mỹ mở kho dầu dự trữ trong vòng 6 tháng qua. Trong khi đó, nhóm OPEC cộng gồm 32 quốc gia sản xuất dầu mỏ do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thông qua biện pháp tăng sản lượng thêm 432.000 thùng dầu một ngày trong tháng 3. Bộ Dầu mỏ Iraq cũng cho biết nước này đã đạt mức doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ theo tháng cao nhất trong nửa thế kỷ qua, với mức xuất khẩu hơn 100 triệu thùng dầu trong tháng 3 vừa qua và thu về hơn 11 tỷ đô la Mỹ, mức doanh thu cao nhất kể từ năm 1972. Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác trên trạm vũ trụ quốc tế ISS và các dự án không gian chung khác sẽ chỉ có thể thực hiện được một khi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga được dỡ bỏ. Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Dmitry Rogozin cho biết Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Cơ quan Vũ trụ Canada đã khẳng định rằng các lệnh trừng phạt áp đặt với các doanh nghiệp vũ trụ của Nga hiện nay sẽ chưa được dỡ bỏ, nhưng sẽ không áp dụng với các hoạt động nhất định thuộc dự án ISS. Tuy nhiên, Nga không đồng tình với kịch bản này và việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác trên ISS chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp trừng phạt Nga. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, một nhà du hành người Mỹ cùng hai đồng nghiệp của Nga trên ISS đã trở về trái đất bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-19. Sau gần 10 năm đàm phán, thì Ấn Độ và Australia đã ký một hiệp định kinh tế mang tính bước ngoặt. Theo đó, thì Australia sẽ cắt giảm thuế quan đối với hơn 85% hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia Nam Á. Thỏa thuận thương mại tự do tạm thời được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ tăng cường quan hệ với Australia. Hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến năm 2020. Đối với Australia, thỏa thuận sẽ mở ra cánh cửa vào thị trường 1,4 tỷ dân trong bối cảnh nước này đang phải chật vật vì các biện pháp hạn chế thương mại đối với một loạt mặt hàng xuất khẩu. Trước đó, Australia đã công bố các khoản đầu tư trị giá 15 tỷ rupee, khoảng 280 triệu đô la Australia trong các lĩnh vực từ khoáng sản cho đến hợp tác không gian. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ Australia vào Ấn Độ. Thưa quý vị, mặc dù đã gặp nhiều trở ngại khi bị liệt vào danh sách các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, song tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc Huawei đã nhanh chóng hợp tác với Nga trên quy mô lớn, đặc biệt là kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra. Các chuyên gia nhận định là tập đoàn công nghệ Trung Quốc này sớm giành được nhiều lợi thế, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác trước sức ép từ Washington. Từ khi chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây do sáp nhập bán đảo Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc với sự hỗ trợ của Huawei. Giờ đây, công ty công nghệ gây tranh cãi này của Trung Quốc sẽ hợp tác với Nga trên quy mô lớn hơn nhiều, bất chấp việc Washington đe dọa sẽ đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt hơn. Nga đã cắt đứt thiết bị viễn thông của phương Tây trong lãnh thổ quân sự và thay thế bằng Huawei cùng ZTE. Nếu Nokia và Ericsson hoàn toàn rời khỏi Nga, Moscow sẽ cần các công ty Trung Quốc hơn bao giờ hết, đặc biệt là Huawei. Doanh số bán điện thoại của hãng tại Nga đã tăng 300% trong 2 tuần đầu tháng 3 vừa qua. Huawei cho biết cũng đã mở thêm các cơ sở bán hàng mới ở Moscow kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei hay Xiaomi có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt nếu họ tiếp tục vận chuyển điện thoại và thiết bị viễn thông sang Nga.
Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố sẽ thực thi trừng phạt đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Nga mà chưa được sự cho phép của nước này. Hàng hóa xuất khẩu sang Nga, bao gồm cả hàng hóa Trung Quốc, nếu có thành phần do Mỹ sản xuất chiếm hơn 25% tổng giá trị, thì trước tiên phải được Washington cấp phép để tránh phạm phải các lệnh trừng phạt. Nếu bị phát hiện, các công ty Trung Quốc sẽ có thể bị phạt tiền hoặc ngồi tù. Đơn cử như trường hợp công ty viễn thông Trung Quốc ZTE đã bị phạt 1,4 tỷ đô la Mỹ năm 2018 vì đã bán sản phẩm cho Iran và Triều Tiên. Các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, được cho là sẽ bị ảnh hưởng lớn từ các lệnh trừng phạt thứ cấp này, trong đó Huawei có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều lệnh trừng phạt hơn từ Washington. Tôi cho là Huawei và các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khác không thể xuất khẩu sang Nga một cách hợp pháp. Về mặt lý thuyết, có thể Huawei đã tìm ra cách sản xuất điện thoại hoặc trạm viễn thông mà không cần đến các công cụ, phần mềm của Mỹ. Nhưng họ khó có thể tìm thấy toàn bộ chất bán dẫn mà không được sản xuất bằng các công cụ của Mỹ. Để ứng phó với các lệnh trừng phạt, Huawei đã và đang nỗ lực để loại bỏ chính mình khỏi chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Mỹ kể từ thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng tôi đang sản xuất dựa trên một kho dự trữ chip. Huawei đang cố gắng thiết kế lại các sản phẩm để thoát ly khỏi chuỗi cung ứng của Mỹ bằng cách khai thác hiệu suất tương đương từ các chip kém tiên tiến hơn. Sự rút lui của Apple và Samsung đã tạo cơ hội cho Huawei chiếm lấy một nửa thị trường điện thoại thông minh ở Nga. Cùng lúc đó, việc Ericsson và Nokia ngừng kinh doanh tại Nga đã để lại một lỗ hổng về cung cấp và bảo trì thiết bị viễn thông. Nga là bước đột phá đầu tiên của Huawei vào thị trường nước ngoài hơn hai thập kỷ trước, và các lệnh trừng phạt đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ này. Trong khi đó, Nga cần một công ty đáng tin cậy để cung cấp phần cứng cho hệ thống thanh toán quốc gia nhằm chống lại các lệnh trừng phạt mới. Họ đã chọn Huawei. Về phần mình, Washington cho biết hiện đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động xuất khẩu của Huawei, và tập đoàn này cho biết vẫn đang đánh giá cẩn thận các biện pháp trừng phạt mới để có chiến lược ứng phó thích hợp. Bộ Y tế Nga thông báo đã đăng ký vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật mang tên Gamaleya phát triển. Vaccine Sputnik V phòng COVID-19 dạng xịt mũi của Nga gồm 2 liều cách nhau 3 tuần, dựa trên các vector adenovirus 26 và 5 được xịt vào khoang mũi. Việc chủng ngừa bằng vaccine dạng xịt mũi hình thành miễn dịch niêm mạc chống lại sự lây nhiễm của SARS-CoV-2 trên bề mặt niêm mạc đường hô hấp, cũng như miễn dịch dịch thể và tế bào. Hiện vaccine này chỉ được phép sử dụng để chủng ngừa cho người trên 18 tuổi. Theo số liệu mới cập nhật, mức độ miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 ở Nga đã giảm từ 49,7% xuống còn 48% chỉ trong một tuần qua. Năm thứ ba liên tiếp, Thái Lan cấm tổ chức các hoạt động té nước tại các địa điểm công cộng trong dịp nghỉ Tết cổ truyền Songkran sắp tới, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4. Mặc dù cấm té nước tại những nơi công cộng, nhưng các hoạt động truyền thống đón Tết Songkran vẫn diễn ra tại những địa điểm cụ thể do cơ quan y tế địa phương xác định. Theo thông báo của Trung tâm Xử lý Tình hình Dịch COVID-19 Thái Lan, các bữa tiệc sử dụng bột và bọt cũng bị cấm ở tất cả mọi nơi. Các hoạt động được phép bao gồm tắm Phật và các buổi biểu diễn văn hóa, âm nhạc và rước kiệu. Tất cả những sự kiện được tổ chức phải tuân thủ các tiêu chuẩn phòng dịch chặt chẽ, như người tham dự bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế, thiết lập các điểm kiểm tra sàng lọc và hạn chế số người tham dự. Ngoài ra, tại khu vực tổ chức sự kiện cũng không được phép bán và tiêu thụ đồ uống có cồn. Trong dịp Tết Songkran năm nay, chính phủ Thái Lan cho phép người dân được di chuyển liên tỉnh nhằm tạo điều kiện cho những người đi làm ở xa về đoàn tụ với gia đình. Khoảng 80.000 cảnh sát trên toàn quốc đã được triển khai nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông. Trong khi đó, tại Lào năm nay, một số hoạt động đón Tết cổ truyền ngoài trời cũng sẽ được tổ chức ở mức hạn chế, đáp ứng nhu cầu thực hành tín ngưỡng, nhưng vẫn bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ đô Viên Chăn khuyến cáo người dân chỉ tổ chức các hoạt động tâm linh và chơi Tết trong khuôn khổ từng gia đình. Đón Tết cổ truyền của mình, người dân Lào có các hoạt động trong nhà như buộc chỉ cổ tay, chúc phúc người thân trong gia đình, té nước chúc phúc để gột rửa những điều không may mắn. Còn các hoạt động ngoài trời như tắm tượng Phật, xin sư sãi ban phước lành, phóng sinh tại chùa chiền, các hoạt động vui chơi giải trí cũng sẽ được tổ chức.
Năm nay, Lào đón Tết cổ truyền trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 4. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.